Tập 13. Ăn giặt xiên nướng. Cô nghĩ ra à? Tôi nhìn ra được mọi người cực kỳ chăm chỉ, vậy nên tôi có thể nhịn đến bây giờ. Tôi xin mọi người động não đi được không? Cái chúng ta cần là sản phẩm về ba phường bảy ngõ, là văn hóa, là tinh thần đại diện cho ba phường bảy ngõ, chứ không phải những thứ không biết các cô cướp nhặt từ đâu. Hiểu không? Cô giáo Lý Tinh, đây là bài tập của cô sao? Đây là bản thiết kế sao? Đây là bản kế hoạch sao? Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ vẫn nên có mạch suy nghĩ cơ bản trước rồi bước vào thiết kế cụ thể. Như vậy sẽ tương đối có phương hướng. Phương hướng? Ai cần phương hướng với cô? Cái tôi cần là thiết kế. Thiết kế cô có hiểu không? Các cô ngốc chết đi được. Mã Lương, anh nói ai vậy? Anh đừng có quá đáng. Tôi nói cô đó thì sao? Lần đi này thời gian gấp gáp, cũng không kịp dạo phố gì. Loại sô-cô-la Italy rất nổi tiếng, cậu cầm về thử đi. Lãnh đạo, dự án phục chế Xuân Phường có phải nơi khởi động rồi không? Tôi biết nhưng tôi mới về, cũng phải để mọi người tiêu hóa một chút chứ. Quản lý, tôi đã nói chuyện với Lục Tuyết rồi, cô ấy chỉ có chút thời gian rảnh này, tôi sợ nếu kéo dài sẽ có biến số. Ồ, cậu định để Lục Tuyết kêu khắc sao? Quản lý, không phải tôi muốn để Lục Tuyết điêu khắc, mà là chuyện này chỉ có Lục Tuyết mới làm được. Đúng vậy, tôi đánh giá Lục Tuyết rất cao. Cậu bảo cô ấy báo chi phí dự trù đi. Chi phí gỗ là 500.000 tệ, phí nhân công là 250.000 tệ, 750.000 tệ. Anh có thể thăm dò chỗ khác, rất nhiều người đều lấy cái giá này, huống hồ là Lục Tuyết. Bình tĩnh đi, không phải tôi không tin cậu, nhưng mà chuyện gì cũng có thể thương lượng mà. Phải xem cậu thương lượng như thế nào. Cậu đưa số điện thoại của Lục Tuyết về nhà cung cấp gỗ cho tôi. Tôi nói chuyện với họ. Alo. Bạn Lăng. Sao vậy ba? Dạo này con khỏe chứ? Con khỏe lắm. Ba thì sao? Thời gian này ba suy nghĩ kỹ. Thôi thì đừng mở công ty chi nhánh nữa. Ba nói gì vậy? Dạo này nội bộ tập đoàn có chút chuyện, xây dòng vốn có vấn đề. Hội đồng quản trị quyết định thu hẹp chiến tuyến. Ba, nhưng bà bên con mới bắt đầu tiến vào trạng thái. Bà biết mà. Con về một chuyến đi, chúng ta nói chuyện trực tiếp. Không được, công ty chỉ vừa mới đi vào quỹ đạo, con không thể rời đi. Sao lại không thể rời đi chứ? Đây là quyết định của hội đồng quản trị công ty. Ba, bên con chỉ là một công ty nhỏ, không thể gây ảnh hưởng đến tập đoàn diệp thị của chúng ta được. Con không biết rõ tình hình nội bộ của tập đoàn hiện giờ. Con không cần biết tập đoàn thế nào. Con đảm bảo bên con sẽ không xảy ra chuyện gì. Đừng nói nữa, cứ về đi. Không được, con không về đâu. Thôi không nói nữa, con tắt máy đây. Cô tìm tôi sao? Tôi tìm anh. Tìm anh làm gì? À đúng đúng, phải rồi phải rồi. Thực ra tôi muốn chờ một lát. Anh chờ một lát đi.
Cô không sao chứ? Đây. Đây. Không sao chứ? Hôm đó chúng ta đã ngủ với nhau chưa? Hả? Cô nói cái gì vậy? Hôm nào chứ? Đi cửa gửi với tôi nào. Đi thôi. Này này này, cô làm cái gì vậy? Nghĩ gì làm nấy sao? Bây giờ tôi hơi rối. Đừng có đùa nữa. Tôi nói, tôi thực sự cũng không biết. Không biết. Quá ra anh cũng không nhớ rõ sao? Tôi tỉnh lại đã thấy chúng ta ở trên giường rồi. Những gì khác tôi thực sự không có nhớ rõ. Cô đừng có nghĩ lung tung nữa. Tôi đi trước đây. Điện thoại của cô. Alo, nói đi. Chủ tịch Diệp vừa gọi cho Tiểu Lâm, bảo cô ấy ngày mai trình lên tất cả sổ sách chi tiết của công ty, còn muốn chỉnh lý tài sản cố định. Tiểu Lâm hỏi tôi là có chuyện gì. Tôi nghĩ nên nói chuyện này với cô. Được, tôi biết rồi. Chủ tịch Diệp nói với cô chưa? Chưa. Cô đặt vé máy bay đến Thượng Hải cho tôi. Được, giờ lúc nào? Sáng sớm bay. Còn nữa, đưa sổ sách chi tiết của Tiểu Lâm cho tôi. Tôi mang thẳng đến Thượng Hải. Được. Vậy đưa cho cô kiểu gì? Lát nữa tôi về công ty, cô mang cho tôi. Đây là sổ sách cô cần. Tiểu Lâm mới làm xong, tôi bảo cô ấy về trước rồi. Tôi biết rồi. Phòng làm việc vẫn còn người sao? Có Mã Lương. Mã Lương. Lợi Lợi, cô về trước đi. Được. Sao vẫn chưa về? Không còn cách nào khác. Linh cảm mập tới không khống chế được. Chính vì cái này mà anh không về sao? Đúng. Nếu không thì vì cái gì? Vì cô sao? Thực ra anh không cần liều như vậy. Đây không phải là liều gì hết. Đây là bút thần đến. Tình cảm mãnh liệt. Vậy anh tiếp tục đi. Hôm nay cô đã nói gì? Nếu cô thích cưỡi ngựa, chờ chân của tôi khỏi, tôi đi cùng với cô. Này, sao cô còn chưa đi?
Dứt giả rồi, bánh ngọt ái tâm. Thử cho chú ngựa non của tôi. Đẹp không? Mang đi, mới ra lò đó. Mùi thơm quá. Sau này anh đừng ăn mì tôm nữa, trong đó toàn chất bảo quản. Nếu còn tăng ca thì nói Lợi Lợi đặt cơm giúp anh. Tôi biết đó là đồ ăn rác, nhưng có trách thì trách, đó là đồ ăn duy nhất không ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của tôi. Đúng là quái nhân. Ăn đi. Nhạc gì vậy? Hay quá. Mã Lương, tôi hỏi anh một câu. Giả dụ công ty chi nhánh đóng cửa thì anh sẽ làm gì? Đừng nói linh tinh nữa. Diệp đại tiểu thư gia to nghiệp lớn sao có thể đóng cửa được? Tôi đang nói là giả dụ. Đâu ra nhiều giả dụ như vậy? Cái gì cũng giả dụ được chắc. Nếu đóng cửa thật, tôi sẽ tay trắng lập nghiệp, mở lại một công ty khác. Đến lúc đó tôi lại mời anh đến giúp. Có được không? Không được. Tại sao? Bởi vì bây giờ cô đang nói dớ nói dẫn. Tôi à, bây giờ chỉ là khách qua đường. Đi qua rồi thì thôi, không muốn quay đầu nữa. Khách qua đường. Đúng vậy. Tôi không nghĩ vậy. Tôi không muốn. Tôi không muốn anh chỉ là khách qua đường trong cuộc đời tôi. Hôm nay chúng ta làm sao vậy? Toàn nói những lời kỳ quái. Có phải cô gặp phải chuyện gì không? Không có gì, tôi đi trước. Mở lại một công ty khác. Đến lúc đó tôi lại mời anh đến giúp. Không được. Bây giờ chỉ là khách qua đường. Đi qua rồi thì thôi, không muốn quay đầu nữa. Mã Lương, nếu chỉ có một lý do để tôi giữ lại công ty thì chính là ngày nào tôi cũng có thể nhìn thấy anh. Ba ăn thử đi. Ăn thử hoành thánh Phúc Châu. Được. Ngon quá. Sáng sớm vừa về đã nấu món ngon cho ba. Con có chuyện gì thì nói thẳng đi. Nếu không nói, cứ giữ trong lòng sẽ rất khó chịu. Đúng không? Ba, con đã suy nghĩ từ góc độ công ty. Thực ra con nghĩ từ từ đã. Thực ra những điều con muốn nói với ba, ba đều biết cả. Nhưng con phải nghĩ kỹ rồi hãy nói. Con là vì điều gì? Ba muốn nghe lời thật lòng. Dạ.
Qua Qua, nào, giám đốc Diệp vẫn chưa đến à? Tôi nghe Lợi nói quay về Thượng Hải rồi. Thượng Hải? Được, cảm ơn cô, tôi biết rồi. Tôi ý à, bây giờ chỉ là khách qua đường, đi qua rồi thì thôi, không muốn quay đầu nữa. Tôi không nghĩ vậy. Tôi không muốn. Tôi không muốn anh chỉ là khách qua đường trong cuộc đời tôi. Thôi được rồi, không làm khách qua đường nữa. Suốt ngày mặt mày nhăn nhó. Tặng cô một thứ hay ho đi. Nói đi. Ba, con đã có suy nghĩ từ góc độ của công ty. Chắc ba cũng đã xem báo cáo tài chính con mang tới. Công ty ở Phúc Châu, cho dù trong thời gian ngắn gặp chút áp lực về tài chính, nhưng mà trong vòng nửa năm hoàn toàn có thể cân bằng thu chi. Có lẽ lợi ích nó mang lại trong tương lai không là gì so với những phòng ban khác của tập đoàn. Nhưng mà công ty chi nhánh ở Phúc Châu không chỉ là sự mở rộng trong khu vực của công ty Diệp Thị, mà còn là sự mở rộng nội dung nhãn hiệu. Con tin ba hiểu hết những điều này, vậy nên ba nhất định phải tin con. Ba bảo con nói thật, con vẫn còn dòng do. Ba, con không hiểu. Sao con có thể không hiểu chứ? Con gái của ba thông minh như vậy mà. Không cần nhìn ba, ba là ba con không giấu được ba đâu. Đúng vậy, con ở lại Phúc Châu là vì con tìm được một lý do. Một lý do có thể khiến con cảm thấy cuộc sống trở nên có ý nghĩa, đáng để con dốc hết tình cảm vào. Lý do của con họ Mã sao? Mã Lương có thể khiến cho con vui vẻ. Anh ấy luôn có thể mang lại niềm vui bất ngờ cho con, để con nhìn thấy sự khác biệt của anh ấy. Cũng chính vì Mã Lương mà lúc kinh doanh có thể bất chấp tất cả toàn lực hỗ trợ, đúng không? Con là người phụ trách của một doanh nghiệp, mà lúc nào cũng dùng tình cảm để đưa ra quyết định, như vậy là cực kỳ vô trách nhiệm. Con rất bình thường, rất tỉnh táo. Lần nào con cũng nói như vậy. Lúc trước đối với bác, chẳng phải con cũng rất bình thường, rất tỉnh táo sao? Kết quả thì sao? Khác nhau mà ba. Khác nhau cái gì? Cảm giác khác nhau. Còn nói đến cảm giác, ba lại còn lo hơn. Làm doanh nghiệp phải dựa vào phân tích khoa học, quyết định lý trí, chứ không phải cảm giác. Nhưng là không được dính dáng đến cảm giác nữ nhi thường tình. Ba, yên tâm đi, con biết mình đang làm cái gì. Hiện giờ sự nghiệp và cuộc đời của con đều rất tốt, cũng là thời điểm quan trọng nhất. Xin ba hãy để con làm tiếp. Theo suy nghĩ của mình, con nhất định sẽ cố gắng hết sức. Con gái, chính giờ bây giờ là thời điểm quan trọng. Ba mới muốn giúp con nắm vững phương hướng. Hãy nhớ con họ Diệp. Nếu con có trách nhiệm thì đừng vì tình cảm mà quỷ hoại doanh nghiệp, cũng hại bản thân con. Muốn giữ công ty chi nhánh ở Phúc Châu không phải là không được. Điều kiện là sáp nhập công ty của Bạch Cương như công ty con. Cái gì? Ba đã nói chuyện với Bạch Cương rồi. Cậu ấy về cơ bản đã đồng ý rót vốn theo hình thức cổ phần khống chế. Ngoài một số sự vụ lớn, việc vận hành cụ thể vẫn do con phụ trách. Cậu ấy không can thiệp. Con không đồng ý sáp nhập vào công ty Bạch Cương. Có thể nhờ cậy rất nhiều tài nguyên của bọn họ, rất có lợi cho sự phát triển mở rộng công ty. Buổi chiều hội đồng quản trị sẽ thảo luận chuyện này. Những lý do của con có thể nói với ba ruột là ba. Nhưng mà trước hội đồng quản trị, bọn họ cho phép con tùy hứng làm càng như vậy sao? Bạn Lăng, ba đương nhiên hy vọng con có thể mọi chuyện được như ý muốn. Nhưng hiện giờ con đang trong trạng thái không lý trí. Ba mong con có thể tỉnh táo trở lại, tìm được điểm cân bằng tốt nhất giữa lý tưởng và hiện thực, chứ không phải bị tình cảm làm cho mù quáng. Ba nói nghe hay thật. Cái gì? Ba biết con không hề thích Bạch Cương. Tại sao? Ba vẫn muốn đẩy con về phía của anh ta. Điều này không liên quan tới thích hay không thích. Đương nhiên là có liên quan rồi. Được, coi như là ba đề nghị con nghiêm túc suy nghĩ đến việc qua lại với Bạch Cương, chứ không phải bị một thằng nhãi mê hoặc.
Không ngờ đây lại là những lời ba nói. Ba không muốn con dẫm lên vết xe đổ của Mark. Nếu không phải ba ép gả con cho người có tiền thì con cũng không lấy Mark. Ba, đã bao giờ ba thực sự quan tâm tới hạnh phúc của con chưa? Dựa vào đâu mà ba sắp xếp cuộc sống mà con không muốn? Trong mắt ba chỉ có doanh nghiệp của ba, lợi ích của ba. Tại sao ba không thể tôn trọng lựa chọn của con, nghĩ cho con nhiều hơn? Ba lương không xứng đáng để làm lựa chọn. Con khăng khăng cố chấp bỏ mặc lợi ích của công ty chỉ vì thằng nhãi đó. Mạn Lăng, từ nhỏ con đã tùy hứng, ba vẫn luôn chiều theo con. Những lời khiển trách con ba cũng chặn hết cho con. Nhưng mà bây giờ ba sẽ không để mặc con làm càn nữa. Ba không bắt con đồng ý lấy Bạch Cương, chỉ muốn con cân nhắc một cách nghiêm túc. Ba đừng nói nữa. Con hiểu rồi. Làm doanh nghiệp, phát triển công ty gì đó đều là bịa đặt. Đây mới là mục đích thực sự của ba. Con nói cho ba biết, con sẽ không làm công cho Bạch Cương. Vậy thì con hãy về đi. Con cũng sẽ không rời khỏi ba phường bảy ngõ. Con muốn dùng cánh tay của mình tự chống chọi một khoảng trời. Đứng lại. Con nghe đây. Ba không đồng ý con làm bạn với Mã Lương. Không nghe lời ba cũng được, nhưng con phải trả giá cho hành động của mình. Đây là thẻ tín dụng, không có mật khẩu. Sau này ba không cần gửi tiền vào đó nữa. Thứ cho con bất hiếu, ba giữ gìn sức khỏe. Mạn Lăng, có gì từ từ nói. Sao nói đi là đi. Ba cho con một ngày suy nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định. Không cần đâu ba, hiện giờ con đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Mạn Lăng. Bốn trăm ngàn tệ tiền gỗ, 100.000 tệ nhân công, 500.000 tệ đã xong. Không thể nào. Sao lại không thể? Làm việc phải chú ý chiến thuật tâm lý, linh hoạt khéo léo, sau đó kêu nghèo một cách thích hợp. Vậy là tiết kiệm được 250.000 tệ. Lãnh đạo, chúng ta làm như vậy có hơi thất đức không? Tiểu Đỗ, tôi biết cậu là người có đạo đức, nhưng bây giờ dựa vào đạo đức thì có thể làm được việc gì chứ? Tôi vừa nghe nói cậu thất tình. Tiểu Đỗ à, cậu là người có đạo đức, tại sao lại không tìm được bạn gái? Phải suy nghĩ kỹ lại rồi. Những lời tôi nói chưa chắc là đúng, nhưng cũng là muốn tốt cho cậu. Cậu nghĩ xem có đúng là có chút đạo lý không? Phải phải. Làm gì mà lén la lén lút vậy? Sao lại tăng ca? Thiết kế còn một chút nữa là xong. Tôi muốn làm cho xong luôn. Ăn cơm chưa? Ăn rồi, tôi gọi đồ ăn ngoài. Đừng cố quá, về sớm đi. Có chuyện gì không? Này chị gái. Hả? Làm sao bây giờ không thốt ra lời được? Nói đi, anh nói ra tôi sẽ ở lại. Cô hôm nay xinh lắm. Vậy sao? Cảm ơn.
tại sao anh không chịu nói ra câu đó? Mã Lương, bác Diệp, Bạch Cương, là bác. Hai ngày đây cháu có sảnh không? Bác muốn nói chuyện trực tiếp với cháu về việc của Văn Sáng Viên. Dạ được, ngày mai cháu sẽ đến gặp bác. Được, bác chờ cháu. Giám đốc Diệp, công ty sắp sáp nhập vào tập đoàn Kiệt Đằng của Bạch Cương rồi. Đây là chuyện tốt, có lợi cho sự phát triển của công ty. Đãi ngộ của từng người các cô sẽ không đổi, có khả năng còn có không gian phát triển lớn hơn nữa. Còn cô thì sao? Tôi à, tôi chỉ đành từ chức vậy. Hả? Tại sao? Đây là việc cá nhân của tôi, không liên quan tới công ty. Vậy cô muốn về Thượng Hải sao? Không. Lợi Lợi, cô cùng tôi từ Thượng Hải đến. Cô có thể tiếp tục làm ở đây, cũng có thể trở về Thượng Hải. Cô tự quyết định đi. Bất ngờ như vậy tôi cũng không biết. Chắc là sẽ nhanh chóng tuyên bố thôi. Cô chuẩn bị tâm lý đi. Hay là tôi vẫn đi theo cô? Đi theo tôi. Tiếp theo tôi phải rải CV tìm việc. Cô theo tôi làm gì? Tự tìm việc. Cô nói đùa gì vậy? Tôi không đùa. Bắt đầu từ bây giờ tôi phải tay trắng lập nghiệp, bắt đầu lại từ đầu rồi. Cô thực sự muốn chờ tôi thì hãy chờ đến ngày tôi mở lại công ty đi. Phải rồi, nhưng mà chỉ sợ đến lúc đó cô đã làm tổng giám đốc. Cậu theo tôi làm cái gì? Sao lại như vậy được? Suốt cuộc là tại sao? Thiết kế làm xong rồi, trên bàn của tôi. Mã Lương, nếu cô thích cưỡi ngựa, chờ chân tôi khỏi rồi đi cùng cô. Bạch Cương đang gọi. Mã Lương, ngày mai đi dạo phố với tôi đi. Đối với một cô gái giàu có xinh đẹp thì bình thường cô ăn mặc quá phổ thông, chẳng có chút cá tính nào. Lát nữa tôi chọn một bộ cho cô, đảm bảo cô sẽ thích. Vậy được, đi thôi. Chào mừng quý khách đến với nhà quán. Mời vào.
Đây, lại đây, chúng ta đi thôi. Chính là cái này. Này, cô có biết cái này khá thú vị không? Thử đi. Cô làm gì vậy? Đi thôi. Đi cái gì? Phục vụ. Chào anh. Cô xem cô gái này nên mặc size mấy? Dốc dáng cô ấy rất đẹp. Size M là được rồi. Dốc dáng đẹp vậy à? Gói lại cho tôi. Dạ được. Không cần đâu. Sao lại không cần? Tôi hết tiền rồi. Đùa sao? Tôi sẽ để phụ nữ trả tiền sao? Tôi có. Anh có được mấy đồng mà đốt tiền như vậy? Đây không phải đốt. Đây là tôn nghiêm của đàn ông. Tôi nói với cô, đừng nói tôi không thiếu tiền. Hôm nay cho dù bán hai quả thận cũng phải mua bằng được nó. Nào, đi thôi. Dạ được. Chờ đã. Qua qua. Bà chủ đâu? Anh vẫn chưa biết sao? Biết cái gì? Tôi vừa nghe nói giám đốc Diệp. Sao vậy? Giám đốc Diệp từ chức rồi. Từ chức? Sao cô ấy? Sao không nói với tôi chứ? Tôi đây. Này, chuyện lớn như vậy sao không nói với tôi? Bởi vì không muốn anh mất ngủ. Cô đi rồi tôi phải làm sao? Đừng lo. Hạng mục của anh rất có tương lai. Tôi tin tổng giám đốc mới cũng sẽ ủng hộ anh. Ai nói hạng mục với cô? Ý tôi là chúng tôi phải làm sao? Mã Lương, anh nghe tôi nói, anh vào Diệp thị là vì công ty coi trọng tài hoa của anh. Bây giờ tôi không giúp được anh nữa, nhưng anh chỉ cần phát huy tài hoa hết mức thì tương lai của anh sẽ sáng lạng. Cô chưa hiểu sao? Tôi hiểu rất rõ. Anh đừng nói nữa. Vậy cô định về Thượng Hải sao? Tôi không về. Không về. Đúng vậy. Tôi muốn tìm việc ở Phúc Châu. Tìm việc? Đúng vậy. Tìm việc tôi phải nuôi bản thân trước đã. Cô bị điên sao? Đúng, tôi bị điên đó. À, Tiểu Mã, hợp thôi. Tôi gọi lại cô sau. Việc sát nhập công ty chi nhánh với công ty Kiệt Đằng lần này là quyết định của tổng công ty, có lợi cho việc công ty nhanh chóng mở ra cục diện ở Phúc Châu. Tổng giám đốc Diệp Mạn Lăng tự ý rời khỏi công ty. Hội đồng quản trị quyết định để Lý Tinh thay thế vị trí tổng giám đốc. Tiếp theo mời Lý Tinh chủ trì cuộc họp. Trạng thái thời gian đầu của công ty rất không tốt, có thói tùy tiện, rời rạc. Vậy nên, bắt đầu từ hôm nay, tôi yêu cầu tất cả mọi người phải sốc lại tinh thần, thu lại tác phong cà lơ phất phơ, làm việc nghiêm túc. Không nói lạc đề nữa, chúng ta vào chuyện chính. Mã Lương, hạng mục sản phẩm du lịch mà anh đang làm do phải làm phân tích nên hãy tạm thời dừng lại. Vậy nên trong thời gian này, anh hãy phụ trách dự án của công ty thực phẩm Hưng Hoa trước đi. Ngoài ra, phía Kiệt Đằng sẽ có một người quản lý đến.
Mã Lương, mấy ngày nay phải dùng phòng làm việc của anh rồi. Không cần mấy ngày, bây giờ tôi đi ngay. Alo, alo, cậu đã không còn nhà để về nữa, cũng không nói với tôi. Cậu đang ở đâu? Tôi thích, cậu quản được sao? Được rồi, cậu nghĩ rõ ràng là được. Thế nào, tiếp theo định làm gì? Tìm công việc, tay trắng lập nghiệp, đông sơn tái khởi. Tay trắng lập nghiệp, cậu bị điên sao? Tôi thích, tôi vui, thì sao? Tiểu thư à, cậu ở Phúc Châu là nước là cái, cậu định làm gì? Nghĩ một hạng mục mà làm đi. Cần bao nhiêu vốn thì để tôi. Cảm ơn cậu, nhưng mà tôi vẫn muốn tự thân vận động. Mùi vị bắt đầu lại từ đầu này, tôi đã muốn nếm thử từ lâu rồi. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội, sao tôi có thể bỏ qua chứ? Là mùi vị thế nào, cậu nếm thử sẽ biết. Thế nào người anh em, có cần tiền tiêu không? Việc này thì không cần cậu lo lắng. Thẻ của tôi còn hơn 100.000 tệ. Tôi đang nghĩ cho bản thân tôi được không? Ai cũng biết cậu là bạn thân của Ngô A Căn tôi. Chờ đến lần sau gặp phải một dịp mạng lăng đầu tóc bù xù mặt mũi bẩn thỉu, biết cậu là bạn tôi, cậu bấy cái mặt già này của tôi biết để vào đâu? Lần sau cậu sẽ gặp được một dịp mạng lăng mặt mày rạng rỡ hơn. Cậu hãy tin tôi, tạm biệt. Mạn Lăng, sao lại đến đây? Vừa nghe tin cô từ chức, sao vậy? Hợp tác với tôi khó tới vậy sao? Không phải, anh nghĩ nhiều rồi. Đáng lẽ nên nói chuyện này với cô từ sớm, nhưng mà sự việc quá bất ngờ. Tôi cảm thấy ý kiến của chủ tịch Diệp không phải chuyện xấu nên đã đồng ý. Không ngờ giám đốc U lại đến nhanh như vậy. Đây là vấn đề nội bộ của Diệp thị, là bản thân tôi tự muốn đi, không liên quan tới anh. Mạn Lăng, cô là người sáng lập công ty này, công ty không thể thiếu cô. Nhưng đã đến nước này rồi, tôi hy vọng cô có thể giúp tôi vượt qua thời kỳ giao thoa này. Anh đừng coi trọng tôi nữa, thiếu ai thì trái đất vẫn sẽ quay. Bản thân anh đã là một nhà doanh nghiệp xuất sắc. Dưới sự lãnh đạo của anh, tôi tin công ty Diệp thị sẽ càng ngày càng tốt. Anh cứ làm thoải mái đi. Vậy tiếp theo cô định làm gì? Tôi vẫn chưa nghĩ xong. Nghỉ ngơi một thời gian rồi tính. Như vậy đi, toàn thể nhân viên công ty cùng ăn bữa cơm. Cứ coi như vì giao thoa cũ mới, tiện thể tiễn cô. Thôi tôi không đi đâu. Cảm ơn ý tốt của anh. Tôi hơi mệt rồi, về trước nghỉ ngơi đây. Được, đi đi. Được đó, cô dên mặt với mình, chóng mắt lên mà xem. Đây là tài liệu mà cô cần. Phúc Châu chỉ có mấy công ty săn đầu người khá lớn này. Đây là tiền thưởng tháng này. Cô Diệp, cô thực sự định tự tìm việc sao? Đúng vậy. Tiền thưởng cũng không ít. Công ty có tin gì không? Tin lớn nhất là Mã Lương lại từ chức. Hả? Đập bàn bỏ đi trước mặt giám đốc Uông và Lý Tinh. Đúng là tiêu sái. Cô không thấy quá đáng tiếc sao? Tại sao? Lý Tinh bắt hạng một sản phẩm của du lịch Mã Lương dừng lại ngay, còn bắt anh ấy nhường phòng làm việc.
Vậy những việc khác thì sao? Còn gì thay đổi không? Những việc khác vẫn vậy. À phải rồi, tháng này không phát tiền thưởng cho Mã Lương. Cái gì? Lý Tinh nói anh ấy vào công ty chưa được một tháng,